gì nè, một ngày á thì cũng không có được bao nhiêu. Rồi ví dụ cho chú hỏi á, thì mình đi bán rau bữa nào không có, bán không hết rồi đó, rồi mình mua gạo mua cá rồi á còn không có bán hết, rồi bữa đó về mình ăn sao? Nếu bữa đó không có tiền thì mình lấy dao luộc ra. Trời ơi, lấy rau luộc. Theo mà cái hoàn cảnh như vậy đó thì con có ước mơ điều gì không? Ví dụ. Dạ, ước là nếu là có người mà nuôi em con với anh con với con thì Sao sao gái con nói? thì Nói chút nghe coi. con sẽ lấy thằng con đền đáp. Lấy thằng con đền đáp. Ừ, cái này là con phải nói, là con phải suy nghĩ cho kỹ nha. Tại vì mình đưa lên mạng á, chú này chú chia sẻ đưa lên á, con quyết định kỹ chưa? Những lời con nói có ai dạy con không? Dạ không. Mà nhưng mà sao con nói, con kể cho chú nghe coi. Dạ tay khổ. Khổ, con thấy anh em con khổ quá. Dạ. Có khi nào bữa nào mà con được ăn những cái miếng ăn ngon không, anh em con á? Dạ không. Không. Rồi 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 cho chú hỏi á, rồi bữa nào không ăn ngon là ăn cái gì gì mỗi ngày, con kể cho chú nghe coi. Dạ ăn không có quỵ Có như quẹt thôi hả? nhau. Hồi nãy con nói với chú là mẹ con có chồng khác, ba con thì mất đúng không? Dạ. Rồi thường thường là mẹ con có thường liên lạc với mấy anh em con không? Dạ không. Thì rồi cái bán rau này là ai dạy con? Dạ ngoại. Ngoại con ha. Chú thấy con bán rau mà nhìn thấy cũng chịu dọn những nhà. Dạ. Cho chú hỏi nè, con bán rau cặp đường này có thường thường có mấy cái người qua chọc con không? Ví dụ mấy mấy chàng trai rồi đó, nó khen đẹp gái rồi Dạ có. đó. Rồi dắt đó, rồi người ta nói con làm sao, con kể cho chú nghe coi. Có khen chẳng hạn như sao em đẹp quá này nọ được không? Dạ cũng có. Rồi rồi con trả lời sao, Dạ. trả lời sao, con trả lời sao? Dạ tại trang điểm. Thật trang điểm nha. Dạ. Sao con nói ô đẹp khen tôi hoài, tôi không có tiền phải khen tôi hoài, tôi cho nè. Khen người ta khen mình cho tiền lẻ. Là thường thường ở đây là những chàng trai đồ đi ngang cái đoạn đường này là gặp em là người ta nhìn nhìn vô mặt em hoài luôn đúng không? Dạ. Con biết con biết làm sao mà người ta nhìn không, Dạ không. thấy mình đẹp gái quá. Mấy anh em có đang đi trên đường Quý Hiên dạ, thì cũng tình cờ gặp được một bé gái đang ngồi bán rau nè Quý Hiên dạ. Thôi thì bây giờ Ngôn xin mời diễn giả mình cùng lại hỏi thăm cháu nó coi bán rau như thế nào nha. Chú xin chào con gái nha. Dạ, chào ừ ở con gái đang bán rau gì vậy con gái? Dạ, mấy ông muốn vô rừng. Rau muống vô rừng hả? Chàng ơi, chàng là con bán rau như vậy là bao lâu rồi, được bao lâu rồi? Dạ được rồi, mấy tháng rồi chú. Mấy tháng rồi ha. Mà sao bán rau mà sao con đẹp gái quá vậy, có làm đẹp không? Chú thấy con bán rau mà đẹp quá đẹp nè, chú hỏi con bán rau mà sao đẹp quá, Dạ. hay là cái sở thích con thích làm đẹp, để chú nghe coi. Năm nay con nhiêu tuổi rồi? Dạ, 15. 15 tuổi hả? Chàng ơi, chàng 15 tuổi mà trông như một thiếu nữ vậy chàng. Rồi con bán rau một ngày như vậy là con kiếm được bao nhiêu tiền? Dạ, 40, 40, 50. Bốn chục năm chục ngàn ha. Một bó con bán bao nhiêu? Một bó 5.000. 5.000. Con gái ơi, mấy chú là người quay phim á, thì nói chung á thì cũng gặp con trên đường nè, thấy con cũng khá là xinh gái đó, có duyên nữa nè. Rồi thôi thì cho mấy chú được phép gắn cái thiết bị âm thanh đó, rồi trò chuyện cùng con chút xíu nha. Rồi rồi. Chú xin gửi lời chào con gái nha. Con gái cho chú hỏi thăm nè, con đi bán rau như vậy đó, rồi rau này là từ đâu mà con có để con bán mỗi ngày vậy? Dạ, rau này là hái. Con đi hái ngoài rừng đó hả? Dạ. Chàng ơi chàng, rồi con có anh chị em gì không? Dạ có.
là con có mấy anh em đâu, con kể cho chú nghe con. Dạ con có ba anh em. Con có ba anh em. Dạ. Là con là chị hay sao? Dạ con là chị. Ừ, rồi còn một người anh. Dạ với một người em. Ừ. Rồi ba anh em nương tựa lẫn nhau sống như vậy đó, rồi cha và mẹ của con đâu? Dạ cha con thì mất cũng lâu rồi, còn mẹ con thì bỏ mấy con đi lấy chồng khác rồi. Chàng ơi chàng. Rồi con đi bán nhau như vậy, rồi anh con làm công việc gì? Dạ anh con thì cắt cỏ cho bò ăn. Anh con thì đi cắt cỏ ha. Dạ. À, rồi con gái cho chú hỏi thăm nè, cuộc sống của con như vậy đó, rồi có đủ sống không hay là gặp khó khăn gì không? Dạ cũng khó khăn. Rồi nhầm bữa mà bán không được đó, rồi không có tiền đó thì làm sao mà có tiền để mà mua đồ ăn đó, rồi lúc đó làm sao con? Dạ lấy rau về luộc ăn. Con phải lấy rau về đặng ba anh em ăn hả? Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi người thân của con đâu hết đi, không lo cho ba anh em? Dạ người thân của con á. Người thân thì ông bà ngoại cũng già rồi, không có lo nổi nhiều. Còn ai nữa không con? Ông nội bà nội đâu? Ông nội bà nội thì cũng lấy chồng khác rồi. Ờ à, vậy là ba anh em con tự nương tựa lẫn nhau mà sống. Dạ. Chàng ơi chàng. Rồi con gái cho chú hỏi thăm nè, những lúc mà khó khăn nhất á, rồi khi mà con phải nhìn cái cảnh á, là em con cũng như là anh con á, là cùng với con á là phải ăn rau luộc để mà cho qua ngày á con. Dạ. Rồi lúc đó con cảm thấy như thế nào trong lòng con? Dạ thấy cũng khổ. Cũng khổ ha. Dạ. Nhưng mà trong cái lúc khó khăn như vậy á, con có ước mơ gì không? Dạ có ước mơ, nếu mà có một người lo được cho anh em con thì con sẽ lấy người đó làm chồng, lo cho người đó suốt đời. Chàng ơi, là con ước mơ là con chấp nhận là đánh đổi cái bản thân của mình để cho anh con và em con có được một cuộc sống là tốt hơn hả con? Dạ. Chàng ơi, như vậy là vì sao mà con lại giống như là chấp nhận mà đánh đổi giống như là thân mình á để mà lo cho anh với em con nhiều đến nỗi như vậy con? Dạ tại gia đình khổ, lại mẹ thì cũng đi lấy chồng khác rồi, không ai lo cho mấy anh em con. Nhưng mà con từ đâu mà con có cái suy nghĩ á, là sẽ giống như là làm vợ bất cứ một người nào mà giúp đỡ cho ba anh em con á, từ đâu mà con có được cái suy nghĩ như vậy con gái? Tại mấy anh em con khổ quá nên con mới suy nghĩ vậy. À chàng ơi chàng, thú vị khán giả, một cô bé rất là xinh đẹp của Quý khán giả ơi, nhưng mà thương anh cũng như là em mình rất là nhiều luôn á Quý khán giả. Chấp nhận á, là sẽ đánh đổi cũng như là dùng bản thân, chính bản thân của mình á Quý khán giả, để có được một cuộc sống cho người anh và người em của mình nó tốt hơn Quý khán giả. Chàng ơi chàng, thật sự mà nói á, khi mà mấy chú nghe được lời tâm sự của con á, thật sự mấy chú rất là khâm phục con luôn. Yeah. Anh con đi cắt cỏ mướn như vậy đó, rồi một ngày kiếm được bao nhiêu tiền con gái? Dạ ngày cũng được 6-7 trăm nghìn. Rồi có cắt hoài không hay là lâu lâu mới cắt lần con? Dạ lâu lâu mới cắt. Còn con bán như vậy đó, là bán mỗi một ngày như vậy đó, có bữa nào mà con bán không có tiền không? Dạ cũng có. Dạ, nhiều nhất là con kiếm được bao nhiêu tiền một ngày? Dạ 50. 50 ngàn một ngày. Dạ. Rồi làm sao đủ mua thịt mua cá mà cho ba anh em ăn qua ngày con? Dạ nếu không đủ thì mình ăn rau luộc chứ khô khô đỡ, rồi ngày mai mua thịt. Em con còn đi học không? Dạ còn. Chàng ơi, là con đi bán rau như vậy để nuôi em trai đi học luôn hả? Dạ. Chàng ơi giỏi như vậy chàng. Hồi nãy chú có nghe con nói là con ước mơ á, là có một người cũng như là một người nào đó đó là đến giúp đỡ cho ba anh em con á, thì con sẽ giống như là chấp nhận á, là làm vợ cho vợ người đó đó. Dạ. Nhưng mà con có thí dụ như người ta lớn tuổi rồi sao, được không? Thí dụ như người ta lớn hơn con 10 tuổi được không? Dạ cũng được, nhưng mà lo cho anh em ngồi được rồi. Rồi người ta không được đẹp trai rồi sao? Không đẹp trai cũng được. Chàng ơi chàng, không đẹp trai cũng được luôn.
Dạ. Mà lớn tuổi cũng được luôn, miễn là lo cho ba anh em con là được rồi. Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà con muốn lo cho anh con với em con như thế nào đâu, con kể cho quý vị khán giả được biết coi. Dạ, lo cho anh. Lo cho anh con làm gì nè? À, lo cho anh con hả? Ừ. Anh con thì dạ. Lo cho anh con có tiền để làm gì? Có tiền nuôi bò. À, lo cho anh con có tiền để nuôi bò ha. Dạ, còn em con thì cho có tiền cho em con đi học. Chàng ơi chàng, nhưng mà con rồi còn riêng bản thân con sao con không lo mà con rồi, lo cho anh cũng với em con. Nói về bản thân con cần lo con cái gì không? Dạ con thấy gì cũng được anh, không cần lo. Chàng ơi chàng. Rồi rồi một bé gái thật sự mà nói với nhau rất là thương cho cháu nó luôn. Vì sao mà mẹ con á bỏ đi như vậy, không lẽ không có gửi tiền về cho ba anh em sống qua ngày sao? Dạ không, tại vì cha con mất á, mẹ con cũng có đi làm xong rồi chở anh có chồng khác rồi nên không có gửi tiền về đây nữa. Có nghĩa là mẹ con cũng có chồng mới luôn rồi. Dạ. Rồi không có còn gửi tiền gì, không có lo lắng gì cho ba anh em hết. Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà những lời nói của con có thật không nha? Dạ hả. Để không thôi mẹ con nghe được đó nha. Tại dạ, vì hả? Cái này là chú sẽ đăng lên trên cộng đồng á, là có thể là mẹ con đủ duyên á, xem được á. Dạ. Là con nói nếu mà mẹ con có gửi tiền về là mẹ con buồn đó nha. Dạ. Có gửi không? Không. Chàng ơi chàng. À, con gái ơi, à, con gái cho chú hỏi thăm nè. À, con á hiện tại á là ngôi nhà của con á là ở gần đây không? Dạ cũng gần. Cũng gần đây ha. Dạ. À, nếu mà nhà của con như vậy đó là bằng lá hay là bằng tường hay là như thế nào? Dạ bằng tôn. Bằng tôn nha. Dạ, nhà đó cũng là mấy mạnh thường quân cho con. À, nhà của con cũng được mạnh thường quân cho ha. Dạ. Ờ, như vậy cũng mừng rồi. Thật sự mà nói á, khi mà con bán, con đi bẻ rau mỗi ngày như vậy là có dễ dàng không con? Có cái điều gì khó khăn không? Dạ không, cũng dễ. Khi mà chú nghĩ rằng trong rừng, trong bụi đồ chắc cũng sợ hả? Dạ. Chàng ơi chàng, nhưng mà con cũng dám đi bẻ đại luôn. Dạ. Chàng ơi, khi mà con gái ước mơ như vậy đó, rồi từ đâu mà con ấp ủ cái ước mơ lạ vậy? Tại vì mấy anh em con khổ quá nên mấy ước mơ vậy. Cuộc sống nó khó khăn quá ha. Dạ. Nhưng mà sao chú nhìn con đẹp gái nhưng cũng giống như là người đủ điều kiện vậy? Dạ không có đâu, tại con trang điểm chứ đâu có. Chú nhìn con mới đầu mấy chú đi ngang mấy chú tưởng đâu là con là tiểu thư hay con chúa gì ra ngồi bán rau không chứ. Dạ. Chàng ơi như vậy là do là hàng ngày là con trang điểm gì nữa ha. Dạ. Nhưng mà thật ra là con có cuộc sống là cũng giống như là khó khăn ha. Dạ. Chứ không phải là công chúa hay tiểu thư ha. Dạ. Chàng ơi chàng, rồi con tên gì? Nãy giờ chú trò chuyện chú quên hỏi tên con nữa. Dạ con tên Ngân. Con tên Ngân ha. Dạ. Và bây giờ nè con có thể nhắc lại một lần nữa cho mấy chú với quý vị khán giả nè biết được cái ước mơ mà con vừa nêu không? Dạ. Người đó lo được cho anh em con á thì con sẽ lấy người đó làm chồng, lo cho người đó suốt đời. Lớn tuổi rồi sao? Dạ lớn tuổi cũng được nhưng mà lo cho anh em con được rồi. Rồi không được đẹp trai rồi sao? Dạ cũng được. Chàng ơi chàng, nhưng mà con có hứa là hứa gì không cho người ta yên tâm không? Con hứa là thí dụ như trung thủy hoặc là sẽ chăm sóc con chu đáo rồi đó. Con sẽ chăm sóc. Sẽ chăm sóc ha. Dạ. Điều đó là chắc chắn ha. Dạ. Chàng ơi chàng, thư diễn giả đó là một mơ ước rất là đơn giản của một bé gái vì thương cho người anh trai cũng như là người em của mình. Thì ba anh em á là không có cha cũng như là không còn mẹ luôn á Nguyên giá. Ba anh em nương tựa lẫn nhau. Gái, giờ cho chú hỏi nè, theo mà con bán được lan gì nè, rồi thí dụ á cho chú hỏi nha, rồi
ví dụ con có một chàng hoàng tử đó, rồi muốn cần một cái món ăn mà nấu canh, rồi con nấu cái món gì kể cho chú nghe coi. Con cầm lên, nấu, cầm lên coi. Rau này. Rau này rau gì? Ừ. Con rau này nè. Rau lan hả? Dạ. Rồi rau lan con nấu cái món gì cho chàng hoàng tử của con? Con luộc. Luộc hả? Dạ. Luộc rồi kèm theo món chấm là món gì? Chao. Chao hả? Dạ. Rồi ở đây còn một món nữa nè. Còn thí dụ bắp gỏi là con dùng món cái nào? Rau muống. Rau muống. Rau muống này mình thường thường mình ăn kèm theo gì? Thường thường con ăn thịt nè. Thịt kho thì chấm. Chấm gì? Chấm thịt kho rồi cũng được hết. Theo mà nếu mà con biết đó là con tìm một cái chàng hoàng tử á thì cho chú hỏi nè, rồi một người đó cần cao to trai dạo không? Không. Sao người sao phải cho chú người cũng bình thường thôi. Bình thường hả? Dạ. Mà lo cho anh đi con là được rồi. Co được luôn hả? Dạ. Rồi thí dụ bây giờ cái nội trợ trong nhà đó con biết làm gì con kể cho chú nghe coi. Dạ, giặt đồ, rửa chén, cơm, nấu nhà, lau nhà. Rồi vừa có biết giữ tiền không? Dạ biết. Rồi con thí dụ á, con tìm một chàng hoàng tử á, thứ nhất là đi làm về tiền đưa cho ai? Theo con á, người đó làm tiền đưa cho ai? Con mới chịu hả? Rồi người ta giữ con chịu không? Không. Lý do làm sao kể chú nghe coi. Dạ nếu mà đưa cho người ta thì để như người ta xài phung phí hết thì tiếc ha, cái dạ. Uổng. Ê mà cũng biết bộ. Mà sao mà con đi bán rau gì nè, con cần nói chung một xíu nữa chỉ nhỏ tuổi thôi cả nhà, bán rau đồng. Rau này là kêu rau gì ta, rau gừng hả gái? Dạ. Rau gừng, đột lan, heo quý vị. Bán hồi sáng giờ là được nhiêu nè, con cầm ly để không chú họ vô người ta nói chú lấy tiền được nhiêu đấy hả? Dạ. Nè quý vị đó, nghèo rồi con để lại cho chú coi. Rồi cho chú hỏi nè, rồi thí dụ á, rồi con nói là có một người lo cho con sẽ lấy người đó làm chồng đúng không? Dạ. Rồi người ta không muốn, người ta muốn dẫn con về nhà thay rồi con suy nghĩ làm sao? Con chịu không? Dạ. Làm dâu á? Không. Không, làm sao? Kể cho chú nghe coi làm sao không? Nếu mà làm nhà ba mà ở làm cũng được thì ta sẽ chửi mình, đánh đập là mình ha. Dạ. Còn ở nhà sao, cái quyền lợi ở nhà mình là sao? Ở nhà mình làm như ý mình thôi. Mình làm được không ai lắm ra mình tại nhà mình đúng không? Dạ. Ai chàng mà con bán rau á, cho chú hỏi nè, con bán rau gì nè, rồi sáng là mấy giờ con đi đi bẻ rau? Dạ năm mấy sáng mình đó hả? Dạ. Con đi bán rau bẻ rau gì đó là mình đi mình ên con hay là có với ai đi nữa không? Dạ đi mình thôi hả? Dạ. Chàng đi hái rau bụi là không sợ sao? Dạ cũng sợ mà cũng quen rồi. Cũng quen ha. Dạ. Lần đầu cho chú hỏi con bán rau con ngại không? Dạ không, thấy bình thường. Bình thường hả? Dạ. Lần đầu tiên mà thấy người qua người ta lại nó không nhìn rau, người ta nhìn con không kìa. Ý chú hỏi không nhìn rau nhìn con á, con có hỏi người đó mua rau không? Dạ. Một cô gái cả nhà, nói chung là bán rau trên cái đoạn đường này thôi, nhờ bán rau để kiếm sống qua ngày. Cô gái nói á, thì ở đây là những lời của một cái thiếu nữ này nói là ai lo được cho gia đình đúng không con gái? Dạ. Rồi con sẽ làm sao? Con sẽ lấy rau đền hay sao? Con sẽ lấy đó làm chồng mà lo cho người đó suốt đời. Suốt đời luôn? Dạ. Tại sao mà cho chú hỏi nè, cái hoàn cảnh á, hay là anh em của con á, là khó khăn dữ lắm hay sao? Dạ. Tại sao mình không tính cái phương án là mấy anh em mình đi làm
để có một cái đồng tiền á để trang trải cho nó dễ hơn không? Tại vì hiện tại bây giờ theo chú được biết á, không ai cho không ai bao giờ đâu con gái. Dạ. Con có suy nghĩ cái điều là không có ai cho không ai bao giờ chưa? Hả? Dạ. Người ta cho mình cái gì rồi người ta muốn nhận lại những cái điều của họ. Con thì con nói như vậy thôi, nhưng mà thời buổi bây giờ đó là nó người thật thì ít, người giả thì cũng rất là nhiều. Nói chung con nói cái gì con suy nghĩ cho kỹ. Yeah. Mà hồi sớm bây giờ con nói là tự trong ra trong lòng con suy nghĩ ra hay sao? Suy nghĩ sao con kể cho chú nghe coi, con suy nghĩ sao mà con nói gì? Tự trong lòng con suy nghĩ á, ý chú hỏi là con nói mà ai lo được cho anh em này kia, cái ý kiến đó là của con hay là sao? Con. Của con. Rồi giờ là mình nói nè, cho chú hỏi nè. Con á, tìm một chàng hoàng tử chiều cao bao nhiêu con nha, biết không? Cao hơn con hay là thấp hơn con? Cao. Cao hơn nha. Dạ. Nhà giàu không? Không, lo được là được rồi. Lo được rồi. Lo được cho ai? Lo được cho mấy anh em con là được rồi. Lo được cho mấy anh em con. Rồi dắt đó rồi con làm sao? Con đền gì cho anh ta? Con cho gì cho anh ta? Ví dụ người nào lo cho con rồi con lấy cái gì con trả ơn? Chú hỏi. Con gái, vậy là con những lời con nói là chính xác ha. Dạ. Thì cả nhà, thì cô bé đây nè, bán rau trên đoạn đường này, thì những lời nói ra thì hồi sớm bây giờ thì chú phiên con là từ từ mình hãy suy nghĩ những cái điều đó ha. Dạ. Vì bây giờ đó là có nhiều những cái thành phần không có tốt lắm. Dạ. Thì cho chú hỏi á, thì con đi bán rau ở đây nè, qua lại đồ á, thì con buồn, có khi nào con suy nghĩ con tại sao mà con khổ hoàn cảnh con gì không? Tại vì sao? Cha thì mất, còn mẹ thì đi lấy chồng khác. Rồi là con buồn vậy đó hả? Dạ. Con suy nghĩ nhiều khi con có nhớ tới mẹ với cha con không? Dạ có, nhưng mà cha mất rồi đâu thấy được nữa. Con có đi học không? Dạ không. Hồi đó giờ con có đi học không? Có, đó có, mà giờ nghỉ rồi. Con nghỉ hả? Dạ. Con nghĩ rồi, con phụ với mấy anh em con là đi bán rau đúng không? Dạ. Chèn ơi, nè cả nhà, cho chú hỏi nè, đi bán rau này đó giờ có quen một bạn trai nào không? Dạ. Có không? Dạ. Rồi sao mà không quen, rồi sao mà nói ai lo được cho gia đình sẽ gì? Sẽ đền đáp làm sao? Sẽ lấy người đó làm chồng. Những lời con nói ra đó, con biết nói những cái câu đó là suy nghĩ mình suy nghĩ vội vã mà được. Nhanh quá không? Dạ. Yeah. Con suy nghĩ kỹ chưa? Chú quay là chú đưa lên mạng đó nha. Dạ. Yeah. Bây giờ nếu mà con nói chính xác như vậy, con nói trước cái camera đi. Ước mơ con là gì? Con nói lại một lần nữa cho cô chú được biết, để mất công cô chú nói là thí dụ mấy anh em để kêu con nói này kia, những lời hồi nãy bây giờ con nói là thật lòng đúng không? Dạ. Yeah. Thật lòng thì con chia sẻ với chân chính đi. Bây giờ heo nè, con nói á, nếu mà mình á cần tìm một chàng hoàng tử á là mình phải là một người phụ nữ đảm đang. Dạ. Con có đảm đang không? Dạ có. Ví dụ bây giờ nè, rau muống này là con làm được mấy món, con kể cho chú nghe coi. Này thì rau muống thì luộc nè, xào tỏi. Món. Xào tỏi. Hai món. Con gì? Bớp. Ba món. Con gì? Rau canh. Có canh gì á? Canh chua. Bốn món. Hành. Ăn sống. Năm món. Đúng không? Rồi còn đọt lan này con gái làm được mấy món? Luộc này ăn sống cũng được. Một món ăn sống, hai món, rồi món gì nữa? Luộc ăn sống, hai món. Nó chỉ có hai món đó thôi. cho chú hỏi nha, điều đầu tiên con muốn tìm một chàng hoàng tử, một cái người
Nói chung là chàng hoàng tử của con á, mà đi làm rồi về nhà là con làm gì cho họ, con làm gì cho anh ta? Thứ nhất là đi làm mệt về con làm sao? Lấy nước cho uống. Lấy nước cho uống, nói mày uống đi hay sao? Sao con làm gì? Đó là anh uống nước đi. Uống đi, uống đi ha. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Rồi làm cơm. Trời ơi, mình phải là một cái thiếu nữ là phải như vậy chứ. Làm cơm. Dạ. Rồi thứ nhất là phải hỏi thăm này kia rồi ha. Dạ. Thường thường là con ở nhà đó là con làm được mấy món ăn, ví dụ kể cho chú nghe coi. Hai món gì đó. Đầu tiên là món gì con thường thường con nấu á? Nấu canh. Món gì nữa? Cá kho. Canh chua con biết nấu không? Biết. Khô queo, cá lóc, khô tô gì đó. Biết mấy món đó không? Biết. Thịt kho được đó hả? Dạ. Vậy là nó chở được rồi. Thì chú thì chú Ngôn cũng quay một cái đoạn video này lên để chia sẻ cho con. Thì nói chung là hoàn cảnh thì con nói là rất là khó khăn đúng không? Dạ. Con gái, con tên Ngân đúng không? Hay con nói con Ngân ha? Dạ. Ngân cho chú hỏi thăm nè. Vừa rồi chú nghe con nói á, là cha con thì mất á, nhưng mà cha con mất vì sao mà mất vậy Ngân? Dạ, cha con bị bệnh, người ta biết. Cũng là mấy chục năm rồi. Còn mẹ con hả? Dạ, lúc đó là còn. Rồi cha con bệnh như vậy á, bộ nặng lắm sao mà ra đi luôn vậy Ngân? Dạ, cũng nặng, mà bệnh cũng lâu rồi, mấy chục năm rồi. À, có nghĩa là cha con bệnh kéo dài lâu nha. Dạ, rồi bệnh phổi rồi nữa, từ lâu hết. Khi mà cha con mất á, cha con có dặn dò ba anh em điều gì không Ngân? Dạ. Trước cái lúc mà cha con mất á. Trước lúc cha con về đi chơi một lần cuối á, là cha con nói là đừng có đi với mẹ, ở đây ở với bà ngoại đi. Cha con dặn như vậy đó hả? Dạ. Rồi sau đó thì cha con có dặn thêm điều gì nữa không? Dạ không. Tại lúc đó là cha cũng đi về ngoại rồi, về bà nội rồi. Rồi là sao chú không hiểu, có nghĩa là kế bên nhà ngoại con. Dạ. Là ngôi nhà của ba anh em con. Dạ. Rồi cha con về nội là sao? Vì sao cha con phải về nội mà không sống cùng với ba anh em con? Tại vì ở đây xa bệnh viện quá, không có gần. Tại vì cha về ngoại mà nội ở gần bệnh viện. À. Rồi trong cái lúc cha con ra bệnh viện như vậy đó, rồi mẹ con thì ở đâu? Mẹ con thì có chồng khác rồi. Chàng ơi chàng. Nhưng mà trong lúc chồng mình đang giống như là nằm đau như vậy đó, là cái lúc đó là chồng, người chồng đang cần người vợ nhất, mà mẹ con đành lòng bỏ đi luôn hả? Dạ. Sao ba anh em con không giống như là khuyên giống như là khuyên mẹ về gán lo cho cha những ngày cuối, rồi muốn đi đâu thì đi con? Mẹ đi giờ không có về đâu. Con có khuyên cũng vậy luôn hả? Dạ. Không hề nghe luôn. Cái ngày cha con ra đi á, là ba anh em có mặt không? Dạ có. Mà cha đi về tới nhà nội là tắt thở rồi. Rồi lúc ba anh em ở đâu? Dạ lúc đó là ở đây rồi. Bên dì Năm cho hay mới về ngoại. Là con ra không kịp. Dạ ra không kịp. Ba anh em ra không kịp luôn ha. Dạ. Coi như là hiện tại bây giờ là ba anh em làm theo lời dặn của cha. Dạ. Là sống ở cái ngôi nhà mà lúc trước cha từng ở. Dạ. Rồi cứ như vậy rồi ba anh em nương tựa lẫn nhau mà sống cho qua ngày hay con ha. Dạ. Khi mà mẹ con á có chồng mới như vậy đó, rồi mẹ con á có giống như là mở lời á là dẫn ba anh em đi theo người cha mới đó để mưu sinh không con? Dạ không. Mẹ không kêu luôn hả? Dạ. Coi như là bỏ mặt ba anh em mà không quan tâm luôn. Dạ. Chàng ơi, thật sự mà nói cái này chú rất là khó là tin luôn á. Tại vì một người mẹ có thể là bỏ chồng được,
nhưng mà người mẹ ít khi nào mà có thể đành lòng mà bỏ con mình lắm. Cái điều đó con nói có thật không? Dạ thật, là mẹ đi là không có gọi về, ít có gọi lắm. Với nhưng lại mà... là đi theo ổng là không có kêu gì hết á. Nhưng mà con cũng ở cạnh bên bà ngoại, là cha mẹ ruột của mẹ con. Rồi chẳng lẽ mẹ con bỏ luôn cha mẹ ruột mình sao? Không có vậy. Không gửi tiền về cho nuôi cha mẹ ruột của mẹ con luôn hả? Dạ. Là ông bà ngoại đó. Dạ không, để có mấy gì vậy? Mấy gì gửi về nuôi ông ngoại bà ngoại thôi. Chàng ơi, chàng thật sự mà nói chú cũng mới nghe con nói, chú cũng mới biết được người mẹ mà sao mà vô tâm dữ vậy con? Dạ. Cái lúc mà cha con giống như là còn á ngăn thì dạ. Cái ước mơ lớn nhất của cha con là gì con có biết không? Cha con có thường tâm sự về cái điều ước của cha con cho ba anh em nghe không? Dạ. Không nói luôn hả con? Dạ. Nhưng mà con có biết là ước mơ của cha con là điều gì không? Dạ không. Không biết luôn nha. Dạ. Khi mà cái ngày mà không có cha nè, cũng chẳng có mẹ luôn đó, rồi những ngày tháng đó trải qua với ba anh em con á như thế nào, con có thể kể cho chú nè cùng những vị khán giả biết được về cái giống như là những cái khó khăn mà thường ngày ba anh em phải vượt qua không? Dạ khó khăn là rồi ngày là anh hai á thì đi cắt cỏ cho bò ăn, còn em thì nó đi học, còn con thì đánh dao. Nhưng mà khó khăn lớn nhất là điều gì con? Kiếm gạo ăn hay là kiếm tiền cho em đi học hay là kiếm tiền mua đồ ăn ăn? Dạ khó nhất là kiếm tiền cho em đi học với ăn cơm mua gạo. Là những điều đó là khó nhất với con ha. Dạ. Có khi nào trong nhà không còn gạo không? Có bữa nào á mà trong nhà không còn gạo luôn không? Dạ có. Rồi lúc đó con làm sao? Đi mượn. Chàng ơi chàng. Đi mượn để mà dùng qua ngày ha. Dạ. Rồi thường thường là con mượn bao lâu con trả cho người ta nè? Dạ 1-2 ngày gì đó. Có 1-2 ngày là con kiếm tiền con trả cho người ta ha. Dạ. Ngoài cái việc là bán rau nè, cắt cỏ nè, rồi ba anh em con còn làm được cái công việc gì để kiếm tiền nữa? Dạ nếu mà mùa nước thì bắt ốc đồ. Bắt ốc nữa nè. Dạ. Rồi bắt ốc như vậy rồi dễ không con? Dạ dễ. Cũng dễ ha. Dạ. Và bắt ốc là kiếm được bao nhiêu ngày? Ngày cũng được 7-80. 7-80 là tiền của ba anh em đúng không hả? Dạ. À, bắt từ bao lâu tới bao lâu? Dạ bắt từ 6 mấy đến 10 giờ. 6 giờ mấy tối hả con? Dạ. Là bắt tới 10 giờ tối? Dạ. Là kiếm được 70-80 ngàn mà ba anh em nhập lại mới được? Dạ. Chàng ơi chàng cũng khó khăn quá ha. Khi mà không có người lớn bên cạnh đó, rồi ba anh em á gửi mà giống như là ốm đau rồi đó rồi sao? Dạ có ông ngoại lo. Ông bà ngoại kế bên đó hả? Dạ. Rồi nhờ ông bà ngoại hả? Dạ. Nhưng hồi nãy chú nghe con nói là ông bà ngoại lớn tuổi rồi mà làm sao lo được cho ba anh em đây? Dạ lúc bệnh rồi thì ngoại cũng lo, nhưng mà thường ngày thì tự làm. Thường ngày tự làm ha. Dạ. Thí dụ như em nóng sốt nè, rồi con làm gì? Dạ mua thuốc rồi cho nó uống rồi xong xong. Xong ha. Dạ. Là con biết cách xong cho em luôn hả? Ừ. Là làm sao đâu, kể chú nghe coi. Thí dụ như em nóng rồi con làm sao để nấu cái nồi xong cho em đây? Xả nè với lá chanh. À. Với lại gừng. Rồi sao không chở em ra bác sĩ mà nấu nồi xong như vậy? Tại không có tiền. Chàng ơi chàng, là vượt qua cái bệnh ốm đau là như vậy đó hả con? Dạ. Nói chung mấy chú nghe con kể về cuộc sống á,
thật sự mà nói cũng rất là thương cho con. Tuy rằng con đang gặp khó khăn như vậy đó, mà con lại không lo cho con, mà con lại ước mơ là lo cho người anh với người em của con thôi. Ví dụ như con ước mơ cho anh con á là có tiền nè, rồi để mà học nghề đồ đó, rồi em con thì học trưởng thành đó, rồi sao con không ước mơ nho nhỏ cho con thôi. Cái ước mơ nho nhỏ của con là gì con kể cho chú chứ quý vị khán giả được biết thôi. Chú mơ nho nhỏ hả? Ừ, ai cũng có ước mơ mà, không lẽ con ước mơ sao? Mơ của con là con cũng ước mơ của con thì con muốn đi làm tóc. Ước mơ làm tóc hả? Dạ. Chàng ơi, coi như là con ước mơ là được đi học nghề tóc hả? Dạ. Sao con thích nghề đó gì vậy? Tại thấy người ta làm đẹp nên con thích làm. Hèn gì chú để ý thấy con cũng biết giống như là trang điểm rồi mà. Dạ. Cho nên nhìn con cũng khá là ngộ gái luôn mà. Dạ. Con gái ơi, khi mà không có cha và mẹ đó, rồi em con mỗi lúc buồn rồi con làm sao cho em con không buồn? Giống như là em con nhớ cha với nhớ mẹ đó, rồi lúc đó con làm sao cho em con đừng buồn đừng khóc nữa? Dạ, con chơi với nó rồi nói chuyện với nó, rồi nó không có khóc chứ nó không có buồn nữa. Có khi nào em con hỏi chị hai ơi, ủa chị ba ơi, cha đâu không? Dạ. Em con lớn chưa? Dạ lớn rồi. Em con cũng lớn rồi ha. Dạ. Rồi có khi nào em con hỏi như vậy không? Dạ cũng có. Rồi lúc đó con trả lời sao? Rồi con nói là cha mình mất rồi thì cha mình mất rồi nên... Chàng ơi, chàng. Rồi lúc đó là con chỉ nói vậy thôi. Dạ. Rồi giống như là an ủi em mình thôi. Dạ. Rồi có khi nào mà con thấy anh con ngồi buồn không? Dạ cũng có. Rồi lúc đó con làm sao cho anh con đừng buồn? À, anh con thì buồn vì con lại nói chuyện với anh rồi cho anh hết buồn à. Nói chung á, thật sự mà nói đối với ba anh em con á thì giống như là không có, giống như là chưa có lớn á. Yeah. Mà lại sống thiếu đi cái tình thương của người mẹ nè, cũng như là cái sự ấm áp của người cha á. Chắc chú nghĩ là vượt qua khó lắm hay con ha. Dạ. Yeah. Thường thường thì mấy anh em con ăn cơm với gì kể chú nghe coi. Thường thường thì nếu mà không có đồ ăn á, nếu không có tiền mua đồ ăn á, thì ăn cơm với cá kho. Cá kho là anh hai đi bắt. Là đi ruộng kiếm á ha. Dạ. Rồi còn, gì nữa con? Còn nếu mà có tiền thì mua thịt ăn. Còn những lúc mà bắt cá không có rồi không có tiền rồi sao? Kho khô. Kho khô là sao con? Dạ, ăn kho khô với chấm rau. Là kho khô là như thế nào con kể cho chú nghe coi. Kho khô vậy là dùng nước mắm với lại là nước mắm là kho lên. À, kho khô quẹt đó là dùng nước mắm rồi mình kho đại vậy đó ha. Dạ. Rồi chấm rau ăn vậy đó hả? Dạ. Chàng ơi, chàng. Thật sự mà nói rất là khó cho mấy anh em con mà có thể lo cho nó đủ cuộc sống á. Tại vì người lớn như chú đây nè, mấy chú đây nè, mà còn đi kiếm đồng tiền nó khó khăn nữa, chứ đừng nói tới mà ba anh em con. Rồi con ước mơ á, có được một người mà giúp đỡ cho con vượt qua cái khó khăn á, là lo cho anh con có tiền để chăn nuôi cũng như là đi học nghề đó. Yeah. Rồi em con ăn học đó. Như vậy đó là tự nhiên con ngồi cũng suy nghĩ, cũng ước mơ ra hay sao? Dạ. Yeah. Hay là con nhìn vào người khác bắt chước? Dạ không, ước mơ. Tự con ước mơ như vậy đó hả? Dạ. Yeah. Chàng ơi chàng, là con ước mơ như thế nào đâu, một lần nữa con nhắc lại cho chú với quý vị khán giả được biết coi. À, ước mơ là cho anh hai có tiền nuôi bò. Còn em thì cho có tiền đi học. Rồi thí dụ như người đó đến giúp cho con á, rồi con làm gì để trả ơn cho người ta? Dạ,
Dạ con sẽ lấy người đó làm chồng, lo cho người đó suốt đời. Lo cho người đó suốt đời luôn hả? Dạ. Chàng ơi, chàng thiệt không cô nương? Dạ thiệt. Hay là người ta lo xong rồi cô nương quên lại hứa? Chàng ơi, chàng là chấp nhận là lo cho người đó suốt đời luôn. Dạ. Có thay lòng không? Không. Ví dụ như người ta lỡ người ta già rồi sao? Dạ thì có sao, bình thường. Bình thường hả con? Dạ. Chàng ơi, chàng coi như là miễn là anh hai với em mình hoàn thành được cái ước mơ giống như là có cuộc sống tươi tốt hơn là được rồi ha. Dạ. Là con chấp nhận tất cả luôn. Dạ. Chàng ơi, thương con gái quá. Ừ. Thôi như vậy đi con gái ơi. Bây giờ là con còn rau nhiều không? Dạ, cũng còn 4 bó. 4 bó ha. Dạ. Thôi bây giờ để chú mua tiếp con á. Mấy chú mua tiếp con á. Cho con được về nhà sớm bữa nha. Dạ. Ừ. Rồi để chút nữa mấy chú sẽ gửi cho con á một ít tiền để con mua gạo về. Rồi lo cho anh với em con nha. Dạ. Rồi rồi. Thôi bây giờ thì ngôn cùng với Thanh Trúc xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc chú quý khán giả cùng với mình thân quân trong nhà ngoài nước sẽ luôn có thật là nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Xin chào, hẹn gặp lại.